Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh Phật tử đang đối trước dung nhan của Thượng tọa Giảng sư Thích Đức Lộc thuộc Giảng sư đoàn Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, toàn thể quý nam nữ Phật tử cho một tràng pháo tay để cung đón bước chân an lạc của Thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng tọa Giảng sư, toàn thể quý nam nữ Phật tử tại tỉnh thất của chúng con đã ổn định trang nghiêm và thanh tịnh. Giờ phút này chúng con xin được thay lời cho quý nam nữ Phật tử cung thỉnh Thượng tọa thuyết giảng trong một ngày an lạc sáng hôm nay. Xin được cung thỉnh Thượng tọa triển khai. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn là người đã khai sáng con đường chân lý để hình thành con đường đạo Phật ngày hôm nay, để cho nhân loại và tất cả mọi người đều đi theo con đường đó, chuyển hóa thân tâm và thành tựu được đạo quả. Chúng con cũng xin được đảnh lễ chư vị tiền bối tổ sư là những người thay cho Đức Thế Tôn để hoàn truyền chánh pháp trên cuộc đời. Và cũng xin được vấn an sức khỏe của Đại Đức Chủ Trì tỉnh thất phước ân này đã cho phép chúng con về đây để thăm viếng Tam Bảo và gặp gỡ toàn thể quý nam nữ Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc. Cầu nguyện chư Phật luôn gia hộ cho Đại Đức Chủ Trì thân tâm thường thanh tịnh, đạo quả được vuông tròn, và kính chúc
toàn thể quý Nam được Phật tử chúng ta vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Sáng hôm nay các Phật tử mình về tỉnh thất có hoan hỷ không? Có vui không? Thấy tâm hồn mình có thanh thoát, có nhẹ nhàng không? Xin một tràng pháo tay chúc mừng tất cả những hành giả của chúng ta đã gác lại hết tất cả mọi công việc của gia đình để cùng nhau mình về cộng tu nơi cái trú xứ đạo tràng tỉnh thất Phước Ân này. Mà Thầy chủ trì với con đường hoàn truyền chánh pháp của Như Lai, Thầy đã rất là tâm huyết để làm sao cho Phật Pháp chúng ta được trường tồn và các Phật tử khắp nơi cũng hiểu được chân lý lời dạy của Đức Phật. Để mục đích làm gì quý vị? Mục đích chúng ta áp dụng vào ở trong cuộc sống này. Bởi vì cuộc đời chúng ta có dẫy đầy quá nhiều những cái sự đau khổ rồi, thì bây giờ mong muốn của tất cả chúng ta là làm sao thấy được cái sự đau khổ đó, chuyển hóa những cái hệ lụy này để có được sự an lạc và sự thảnh thơi, sự hạnh phúc ở nơi chính bản thân mỗi mỗi hành giả tu tập của chúng ta và những người thân trong gia đình của mình cũng đều được an vui, hạnh phúc và sức khỏe được dồi dào. Có phải vậy không à? Thưa cùng đại chúng, ở trên con đường tu của chúng ta, phải nói rằng con đường từ ngoài thành phố Cần Thơ đi vào trong cái ngõ hẻm và trong một cái vùng thôn quê xa xôi này, chúng ta đã có con đường rồi và cũng có lộ trình rồi. Ban tổ chức cũng đã sắp xếp và ấn định cái ngày mà để chúng ta về tỉnh thất để chúng ta tu rồi. Phần còn lại là gì? Phần còn lại là chúng ta có phát tâm dũng mãnh, có nỗ lực, có niềm tin bất hoại với Đức Thế Tôn hay không? Và một điều nữa là chúng ta có chấp nhận, có bằng lòng để đến ngôi đạo tràng tỉnh thất này để tu hay không? Ở đây Thầy chủ trì không ép chúng ta được, không bắt buộc chúng ta được. Đức Phật cũng vậy, Ngài không bắt buộc bất kỳ một ai trên cõi đời này phải đi theo Ngài, mà Ngài hướng dẫn con đường, hướng dẫn cái chân lý để chúng ta thẩm thấu, để chúng ta hiểu và chúng ta thấy được cái lợi ích của cái con đường mà chúng ta đi. Đến đó có được sự thảnh thơi an lạc, đến đó có sự hành trì, có sự tu tập, và đến đó chúng ta có nhiều những cái thức ăn về tinh thần để tẩm bổ cho cái tâm hồn của mình, có được ánh sáng trí tuệ mười phương chư Phật, thì chắc chắn trí tuệ đó chính là sự nghiệp ở trên cái con đường tu của chúng ta. Thế thì ngày hôm nay Đức Lộc về đây với cái tinh thần đạo bạn đồng tu cùng với các Phật tử chúng ta. Để làm gì? Để mình cùng nhau nhắc nhở, sách tấn cùng nhau để động viên, để mà cùng nhau bước ở trên cái con đường đi đến sự an lạc và giải thoát theo lời của Đức Phật dạy. Cho nên tại sao mà Đức Lộc nói Thầy chủ trì không ép các Phật tử về chùa tu được, Phật cũng không thể nào bắt buộc tất cả quý vị về đây được. Mà ai là người bắt buộc chúng ta về đây? Ai là người kêu chúng ta về đây? Ai là người động viên, thúc đẩy, bắt buộc chúng ta giờ này có mặt với nhau tại tỉnh thất này? Có phải con mình không? No. Thấy chưa? Em bé làm sao nói không liền, thấy chưa? Có phải vợ mình không? Có phải chồng mình không? Hay là những người thân chúng ta? Hoàn toàn thưa quý vị không phải. Mà chính bản thân chúng ta thúc đẩy, động viên và sắp tấn ngày hôm nay tỉnh thất Phước Ân có khóa tu. Làm gì làm mình cũng cố gắng sắp xếp một ngày đó.
về chùa để mình cộng tu cùng với các Phật tử tu một kiếp cứu thân vĩnh cửu. Rồi mình còn độ mẹ cha, thiền to một chiến sấm ra, tự nhiên mình độ cả nhà xuống đi. Như vậy chính bản thân chúng ta là chủ nhân ông của mình, là người kêu biểu sai và bắt buộc chúng ta đến đạo tràng này để tu tập. Có đúng vậy không ạ? Thì ngày hôm nay á, Đức Lộc gửi đến các Phật tử chúng ta cùng nhau trao đổi với đề tài tu hay không tu, thiện ác do chính mình tạo. Đó là chủ đề ngày hôm nay Đức Lộc gửi đến các Phật tử. A Di Đà Phật. Bởi vì trên lộ trình tu này không ai ép mình được cả. Thí dụ giống như các Phật tử mình đi tiệc, mình ăn cơm no rồi, biết rằng cái bao tử mình, cái sức chứa thức ăn nó nhiêu đó, mà người ta đến người ta ép mình hoài, mình ăn hơi sao quý vị? Mắc ách, khó chịu, đau bụng, rồi thậm chí không tiêu, làm cho thân thể mình sao? Nó bệnh tật, nó mệt mỏi, nó uể oải. Cũng vậy, nếu như mà các Phật tử chúng ta không có cái tâm để cầu học chánh pháp của Đức Phật, không có cái tâm để tu tập, để tô bồi công đức phước báo, thì xin thưa quý vị, không ai ép chúng ta về đây để mà ngồi cho đau chân, bận áo tràng cho nóng nực, rồi thậm chí á, đi tới đi lui cũng bị quý thầy nhắc nhở, rồi tâm hồn mình nhiều khi á, bực bội, nóng nảy, khó chịu. Không ai bắt buộc mình về hết, mà chính bản thân chúng ta là cái người tự nguyện, thấy được lợi ích, thấy được sự an vui, thấy được sự công đức, thấy được sự phước báo, cho nên chúng ta về đây. Một lần nữa thầy xin chúc mừng tất cả những hành giả đang có mặt bằng tất cả công đức và phước báo ngày hôm nay. Tại sao chúng tôi nói tu hay không tu, thiện ác là do chính bản thân của mình? Bởi vì quý vị biết, nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười. Có nghĩa rằng chúng ta đến với cuộc đời này dọn dẹn nhiêu? Trịnh Công Sơn nói bao nhiêu năm? Em mới có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vui cao vội vội, 20 năm cuối là bao? Là nhiều năm. Chỉ có 60 năm thôi. Mà trong 60 năm đó, chúng ta thấy vui nhiều hay buồn nhiều? Thầy thấy nước mắt ràng rụa nhiều hơn là nụ cười trên môi. Nhiều khi nụ cười nở trên môi nhưng chôn chặt niềm đau mối hận, hận sầu ở trong trái tim. Không nhắc thì thôi, nhắc tới tự nhiên nó nhói tim, ruột nó thắt lại từng khúc từng đoạn. Cho nên cuộc đời mà Đức Phật nói cái bài pháp đầu tiên đó quý vị, Đức Phật khẳng định điều rằng cuộc đời là một bể khổ mênh mông. Sự thật của cuộc đời đó là cái khổ. Mà Đức Phật nói khổ tập diệt đạo là bài pháp gì? Tứ Diệu Đế. Phật tử đây quá giỏi. Có nghĩa rằng lần đầu tiên mà Đức Phật chuyển Bách Xe Pháp Luân là Ngài đã khẳng định một điều rằng khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt an lạc và thảnh thơi giải thoát Niết Bàn, và con đường để đưa đến sự chấm dứt khổ đau này, an lạc và đạt được Niết Bàn giải thoát đó, chính là con đường Bát Thánh, Bát Thánh Đạo. Tất cả mọi cái đều có lộ trình hết. Vì vậy mà chư tổ mới nói trăm năm, sống trăm năm nhiều lắm, mà cuộc đời người cũng là 100 năm mà thôi. Nhưng mà trong 100 năm đó chúng ta sống làm sao để trọn vẹn? Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tai mà miệng mình lại là mỉm cười, có nghĩa rằng trong 100 năm đó chúng ta sống một cách rất trọn vẹn rồi. Là một người cha,
trọn vẹn một người cha mẫu mực, là một trụ cột của gia đình, là một người mẹ trọn vẹn, một người mẹ hy sinh tất cả mọi thứ, là một người con cũng trọn vẹn hiếu đạo với ông bà, với tổ tiên. Giống như là Đức Phật nói, mỗi người đều có một cái bổn phận, mỗi người đều có một cái trách nhiệm. Tất cả chúng ta đang diễn một cái vở tuồng ở trên cuộc đời này. Ở đây đều là những người diễn viên xuất sắc. Mà nếu mà chúng ta diễn mà không xuất sắc, diễn mà không nhập vai, thì người ta coi người ta có thích không quý vị? Chắc chắn một điều người ta coi người ta sẽ không bao giờ thích. Cũng vậy, mình sống như thế nào để trọn vẹn trong một kiếp người? Trong mấy mươi năm mà ông bà mình thường hay nói câu gì? Ông bà thường hay nói, mình đến với cuộc đời này, khi mình sanh ra làm sao quý vị? Tất cả mọi người đều cười. Mình mới sanh ra, mọi người cười chứ. Đến chúc mừng, chị sanh được mẹ tròn con vuông, ăn thôi thôi, ý lộn, ăn đầy tháng trước. Dạ, ăn đầy tháng xong, ăn thôi thôi, rồi lớn lên bắt đầu ăn gì nữa? Ăn gì? Ăn sinh nhật. Cho nên á, ông bà mình mới nói rằng khi mình sanh ra, tất cả mọi người ai cũng vui hết, ai cũng cười tươi hết. Nhưng trong khoảng thời gian từ khi chúng ta sanh ra nè, cho đến á, cái lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay chúng ta chết á, thì làm sao để khi chúng ta chết tất cả mọi người đều khóc mà ta cười? Ở đây các cô, các chú mình thử suy nghĩ, mình sống tốt như thế nào mà để người ta, để mình chết người ta nuối tiếc như vậy? Không phải chuyện đơn giản nha quý vị, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên chính vì vậy mà nói, để cái lúc mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay mà tất cả mọi người mỉm cười, đó là một quá trình mà chúng tôi gọi là mình phải tu sửa chính bản thân mình cực kỳ nhiều. Tu sửa từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Chứ không phải chỉ có tu một ngày, một buổi, một tháng, một năm đó là chúng ta có thể hoàn thiện từ một con người xấu mà trở thành con người tốt. Xin thưa quý vị, rất khó. Chính Đức Phật còn phải tu vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Ngài mới thành đạo quả. Thì chúng ta là người đệ tử của Ngài, đang thực hiện, đang làm và thực hành theo những lời dạy của Ngài, để chúng ta từng ngày, từng giờ để hoàn thiện chính bản thân của mình. Cho nên chúng tôi mới chọn cái đề tài tu hay không tu là chính bản thân của chúng ta. Không ai có khả năng để ép buộc chúng ta được. Bây giờ mình ngồi ở trong chánh điện này, tất cả mọi người đều niệm Phật giống như nhau, nhưng mà cái tâm của mọi người nó sẽ làm sao quý vị? Có đồng nhất được không? Nó không thể nào đồng nhất được. Bởi vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi gì, mỗi cảnh. Nhiều khi mình đang ngồi tu ở đây, gia đình mình nhiều khi có những đứa con nó không nghe lời, hoặc là trong gia đình mình đang làm cái việc gì đó, thì bây giờ khi mình ngồi mình tu, miệng thì niệm Phật, mắt thì liêm nhiêm như thế, nhưng mà tâm hồn mình đang suy nghĩ về vấn đề ở gia đình chúng ta. Có không? Đâu ai kiểm soát mình được. Mình có thể giả dối hơn tất cả mọi người, bận chiếc áo tràng rất đẹp, ngồi trong đạo tràng tu rất là giỏi. Nhưng xin thưa quý vị, thực tế trong tâm của chúng ta, chỉ có mình mới biết bản thân mình đang suy nghĩ gì. Không ai biết mình đang suy nghĩ gì. Cho nên vì lẽ đó mà chúng tôi nói, tu hay không tu là chính bản thân của mình. Mà chư Phật
đã từng nói với tất cả chúng ta một điều rằng cái tâm con người của mình mà Đức Phật sánh ví giống như con gì? Giống như con gì? Giống như con khỉ, giống như con gì nữa? Con khỉ, con dượng gần giống nhau, con khỉ với con ngựa. Con khỉ với con ngựa, tâm viên ý, ý mã. Ngồi đó chứ thật sự, nó bay, nó nhảy, nó đi lung tung, không bao giờ chấp nhận ở yên đâu quý vị. Cho nên mình về đây mình tu, tất cả mọi người chúng ta nên nhớ rằng mình là phàm phu, mình là chúng sanh. Cho nên mình về đây ăn cơm thì có canh, tu hành sao? Có bạn. Thì chính những người bạn ngồi chung quanh chúng ta là những cái hình ảnh đang nhắc nhở mình, sách tấn mình: chị ơi, buông bỏ tất cả mọi thứ của gia đình đi, bỏ hết tất cả những niềm đau nỗi khổ chung quanh đi. Những thất bại, những đau thương, những mất mát đó mình còn sống, mình còn gây dựng được, mình còn tạo được, mình còn kiếm ra tiền được. Nhưng mạng mình mất là muôn đời khó có thể nào mà gặp được cái kiếp người để tu tập. Nói hay không quý vị? Hay không? Nhưng đụng chuyện mình đi biết. Nói thì rất hay nha, chuyện người ta mình nói rất hay, nhưng mà tới lúc mà đụng chuyện của mình, bắt đầu mình gào, mình thét, mình la: chị không phải là nhà của tôi, chị không phải là tôi, chị không ở chung với tôi, chị không có biết tôi, gia đình của tôi sao như thế này nọ. Nhưng mà người ta khuyên mình thì rất giỏi, nhưng mà tới lúc á mình đụng chuyện, bắt đầu mình làm gì? Mình đông đỏng lên. Cho nên mình tu có nghĩa là mình đang kiểm soát cái tâm mình đó quý vị. Đang kiểm soát cái tâm mình. Nếu như ngày nào đó mà chúng ta sân hận nhiều, cao có nhiều, bực bội nhiều, thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, biết đi chùa, biết nghe pháp, biết tụng kinh, biết niệm Phật, thì mình thấy người ta nóng nảy, người ta sân si, người ta chửi mình đó, mình có chửi lại không? Dằn lại lắm á, máu bốc lên tới não á. Chứ không phải chuyện đơn giản nha. Ai nói mà mình tu mà mình hết sân si rồi, thầy xin thưa, thầy tôn lên đây thầy thờ, thầy lại. Chính bản thân thầy xin thưa thiệt nha, có những cái trái ý nghịch lòng của thầy vẫn bực mình, vẫn khó chịu. Thầy cũng là chúng sanh mà, cũng giống như tất cả các Phật tử thôi, cũng đang tập tu, chưa ai chứng thánh hết quý vị. Cho nên trên cuộc đời này, nhân vô thập toàn, không ai toàn vẹn ở trên cuộc đời này hết. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được cái sai của mình, cái lỗi của mình, để làm gì? Mình chỉnh đốn lại. Từ một con người khó ưa, từ một con người khó chịu, từ một con người khó gần gũi, thì bây giờ mình thay đổi tâm tánh của mình. Lớn tuổi rồi, mình dễ gần gũi hơn, con cháu đến với mình cảm thấy nó thoải mái hơn, rồi tâm hồn mình buông xả hơn, dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, thì tự động tất cả mọi người khi đến gần chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy an lạc, cảm thấy hạnh phúc không? Bảo đảm quý vị, con nhà, con cháu ở trong gia đình, nó không bao giờ nó quên chúng ta, bởi vì mình quá dễ thương. Cũng giống như ở chùa đây, nếu như mà thầy hiệu trì không dễ thương, các Phật tử mình có về không? Nói thiệt đi. Bởi vì mình tu á, mình càng gần các bậc tôn túc hòa thượng, các bậc tu hành, mình mới thấy được cái năng lượng từ bi, cái tình thương nó lưu xuất ra từ ở bên trong, biểu hiện ra bên ngoài. Có những người quý vị đi ngoài đường chúng ta thấy á, nhìn cái khuôn mặt nó là muốn đục mặt nó rồi. Nói theo cái danh từ miền Tây Nam Bộ mình, nhìn cái mặt là mắc ghét rồi. Mà mình đâu có gieo ân oán gì nó đâu. Nhưng mà thật sự cái tâm mà phàm phu, cái tâm mà sát hại, cái tâm mà sân si, cái tâm mà toan tính ở bên trong, mưu mô ở bên trong quá nhiều. Chính vì vậy nó lưu xuất ra bên ngoài. Khi mình nhìn tự nhiên mình không có thiện cảm. Cho nên chư tổ mới nói: một kiếp không tu muôn kiếp khổ.
Rồi một đời mà vô đạo thì cuộc đời chúng ta cứ sầu bi khổ u não mãi mà không bao giờ hết. Bởi vì đạo là một con đường, giống như lúc ban đầu mà chúng tôi nói, con đường về chùa đã có rồi. Nhưng mà tất cả chúng ta có đến đạo tràng, có hành trì, có tu tập hay không thì chính bản thân mỗi mỗi hành giả của mình. Thưa đại chúng, tu á thì người nào cũng tu, rồi thọ pháp tụng kinh, nhưng mà có người thì lại có kết quả. Cái chỗ này các Phật tử chúng ta nghe cho rõ, để ý cho kỹ. Tu thì người nào cũng tu, đến chùa thì người nào cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng kinh hành. Nhưng mà có người có kết quả, có người thì không có kết quả tốt. Cho nên chúng ta phải tìm cái nguyên nhân tại sao người đó tu có kết quả. Cầu gì được nấy, ước gì thấy đó. Mà chúng ta ngược lại, đến chùa cũng làm như thế, cũng lại Phật như vậy, cũng niệm Phật như vậy, cũng kinh hành như vậy, mà tại sao mình cầu lại không được, ước lại không thấy, ước thì lại ước nhẹp luôn. Mà càng tu nhiều chừng nào thì càng thấy phiền phức, càng thấy phiền não, càng thấy chướng ngại, mà không thấy được cái gì an vui chứ. Từ đó con số Phật tử khi bị những cái chướng ngại đó rồi, sợ quá không dám lên chùa. Nó thầy ơi, con càng tu con càng đổ nghiệp. Bữa con đi vô trong chùa con tu con niệm Phật, tự nhiên đi về bị xe nó quẹt, chân con bị. Cho nên á, nhiều khi mình tu mà tự nhiên tai họa nó đến, bắt đầu mình sợ, mình không dám đến chùa. Cho nên từ đó chúng ta thấy được, chúng ta phải phát hiện ra được rằng và áp dụng như thế nào để chúng ta tu đúng. Và tu đúng có kết quả tốt, tu sai thì chắc chắn một điều, kết quả sẽ đem đến đau khổ cho mình và cho những người khác. Thưa đại chúng, từ cái chỗ này mà riêng bản thân của chúng tôi phát hiện ra được một điều rằng, khi chúng ta tu, mình tới chùa, tới với Đức Phật, nhưng mà thiếu cái sự nhất tâm. Phật tử để ý chỗ này, mình tu, mình đến chùa, mình cũng có hành trì niệm Phật, nhưng cái tâm mình nó không có chuyên nhất được. Mà tâm mình không có chuyên nhất được có nghĩa rằng tâm mình chưa có khả năng để tập trung, chưa có định tâm, chưa có cái khả năng để tập trung cái tâm mình lại. Vì lẽ đó khi mà chúng ta niệm Phật, mà khi niệm Phật đạt đến cái chỗ niệm Phật tam muội nhất tâm á, thì lúc bấy giờ cái tâm này mới có đủ cái năng lực tỏa sáng, mới có đủ cái năng lực để chiêu cảm hóa giải tất cả mọi thứ. Và nhất tâm là chánh niệm, giữ được chánh niệm thì khi niệm Phật A Di Đà thì Đức Phật sẽ luôn hiện hữu trước mặt mình, nên nhìn đâu chúng ta cũng thấy Phật. Các Phật tử hiểu cái ý này không? Có nghĩa rằng khi mình niệm Phật, mình nhất tâm, thì lúc bấy giờ tâm mình với tâm Đức Phật A Di Đà sẽ đồng cùng một cái tâm Phật. Có nghĩa rằng khi mình đang tu như thế này là mình đang thỉnh mời Đức Thế Tôn vào ở trong tâm mình. Giữa tâm mình và tâm Phật có khác nhau không? Tâm mình và tâm Phật sẽ được đồng nhất với nhau. Thì lúc này chúng tôi bảo đảm quý vị, mình càng tu, càng niệm Phật, càng nhớ đến Phật thì Phật sẽ đến gia hộ cho mình. Mà đến gia hộ cho mình, thế thì mình tu có kết quả tốt không? Trong cái ngày tu hôm đó mà các Phật tử chúng ta thấy tâm của mình nó nhẹ nhàng nè, nó thanh thoát nè, nó an lạc, nó thảnh thơi, nó không thấy phiền não gì hết, thì tự nhiên chúng ta biết được giữa tâm mình đồng nhất với tâm Phật, chiêu cảm được mười phương chư Phật, chư Bồ Tát quý ngài đến để
để gia bị cho chúng ta, ủng hộ cho chúng ta, gia hộ cho chúng ta, ủng hộ cho chúng ta. Thì những cái gì mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ được quý ngài giúp, giúp đỡ. Còn giữa tâm mình với tâm Phật nó sai biệt với nhau. Cũng giống như có một câu chuyện như thế này. Có một vị thiền sư đến hỏi một cái, có một cái chú cư sĩ này đến hỏi một vị thiền sư. Thì quý vị biết, khi mà chú đến cái đạo tràng hỏi vị thiền sư, thì giữa chú là cái người cũng đi học đạo, cũng nghe pháp, cũng hiểu biết, cho nên muốn, mục đích là muốn vô để làm gì? Vấn an, lý luận với cái vị thiền sư đó. Thì á, khi mà chú hỏi vị thiền sư chứ ngày hôm nay ngài thấy con giống ai, thì vị thiền sư này trả lời sao quý vị biết không? Ngày hôm nay á, thầy thấy con vô chùa sắc mặt rất là rạng rỡ, nụ cười rất là tươi, cho nên á, hôm nay con vô trong chùa thầy nhìn con á giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy đó, mừng không? Nghe nó mừng húm luôn. Mừng húm luôn. Dùng danh từ miền Tây Nam Bộ của mình là vậy đó. Rồi á, khi mà vị thiền sư này mới hỏi lại anh ta, vậy chứ hôm nay con vào trong chùa con thấy thầy như thế nào? Thì lúc này anh ta mới trả lời, hôm nay á, con vô trong chùa con thấy sắc diện của thầy sao không được sáng, mà con nhìn thầy á, từ xa con nhìn thầy giống như là một cái, nói thô tục tí xíu, giống như là một cái đống phân bò vậy đó. Thì ông thầy ông cười, vị thiền sư vẫn cười bình thường, không có nói gì hết. Thì anh ta đắc chí lắm, tại vì hôm nay thắng được vị thiền sư rồi. Đi về tâm sự với cô em gái, nói em ơi, hôm nay anh đi vô trong chùa gặp được vị thiền sư. Thì anh đố ông thiền sư, chứ hôm nay á thầy nhìn con giống ai? Thì ông thiền sư nói, thầy nhìn con giống Phật. Nhưng mà tới lúc á, mà cái vị thiền sư này hỏi lại chứ con nhìn thấy thầy giống ai, thì anh nói con nhìn thấy thầy giống như cái đống phân bò. Thì cô em gái mới nói, mới vỗ cái bàn cái ầm, mới nói anh thua vị thiền sư đó rồi. Vậy mà anh thắng, anh cười, anh đắc chí. Anh này mới hỏi chứ anh thua cái gì? Theo Phật tử chúng ta thấy anh ta thua cái gì? Cô ta nói á, tại vì trong tâm của vị thiền sư lúc nào cũng có Phật, cho nên nhìn đâu cũng có Phật, nhìn anh cũng là một vị Phật, nhìn tất cả mọi người đều là Phật, là Bồ Tát hết. Còn tâm của anh là tâm phàm phu, tâm của quỷ sứ, tâm của những loài ma dương, cho nên á, anh nhìn đâu cũng là đồ quỷ sứ, đồ ma dương hết. Như thế là trong tâm anh không có tu. Các Phật tử mà nghiệm đúng không? Tâm anh không có tu, cho nên anh nhìn tất cả mọi người á, ai cũng có những cái xấu xí hết. Nhưng mà còn riêng cái tâm của cái vị thiền sư này, ngài có tu, có hành trì và có ứng dụng, cho nên á, ngài nhìn thấy tất cả mọi người chung quanh ai cũng đều là Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy tất cả mọi người đều có Phật tánh. Quan trọng nhất là làm sao cái ông Phật này nè, cái Phật tánh này nè, nó biểu hiện, nó lộ ra bên ngoài. Như vậy tất cả mọi người ngồi đây có Phật ở trong tâm không? Có không? A Di Đà Phật, chúc mừng những vị Phật ngồi đây. Nhớ là mình có Phật trong tâm. Thì mình tu như thế nào để giữa tâm mình và tâm Phật đồng nhất, thì các Phật tử chúng ta mới nhìn thấy tất cả mọi người chung quanh. Thì lúc bây giờ tâm mình mới hoan hỷ, tâm mình mới xả bỏ, tâm mình mới không nắm và không bám víu, không dính chặt, để rồi chúng ta bị đau khổ ở trong cuộc sống này. Lỡ
ở trong gia đình, con cái mà có lỡ nói cái gì đó mà xúc phạm đến mình, thì xin với các Phật tử chúng ta nên dằn lòng lại vài giây. Ai mà làm mình đau khổ, ai làm mình tổn thương, ai mà không vừa ý vừa lòng mình, mình nên dằn lại vài giây. Bằng không làm gì? Dùng cái ly nước này nè, vô gót ly nước lạnh uống, để tôi uống trước thử có lạnh không. Dùng cái ly nước lạnh này uống để làm gì? Cho nó dặn xuống. Cho nên chư tổ mới nói, một người nóng nảy nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thì ra hai đứa khác chi nhau. Đúng không vậy? Ta nóng nảy, ta sân si, ta phiền não. Mình đây cũng nóng nảy, cũng sân si, cũng phiền não. Cuối cùng cái nhà không đốt mà tự nhiên cháy. Chén đũa không có chân mà tự nhiên nó bay. Kể các Phật tử mình nghe có một lần, Đức Lão ở trong chùa, lúc mà còn điệu, còn chú tiểu nhỏ xíu à, ngồi tụng kinh. Thì buổi khuya hay công phu khuya lúc 3 giờ rưỡi sáng, thì cái giờ đó là cái giờ ngủ ngon. Cũng giống như mấy em nhỏ này nè, cái giờ đó là cái giờ ngủ rất là ngon. Mà giờ đó là ở trong chùa là phải thức dậy để công phu. Thì quý vị biết cái mỏ ăn bên, cái chuông bên, ngồi cũng nhắm mắt tụng tiền thủ tiền nhạc vô ngại đại bi tâm đà la ni, mà toàn là gõ dưới gạch không, cái mỏ nó không thấy đâu. Tại vì con mắt nhắm, tụng bằng cách phản xạ, tụng bằng cách thuộc lòng. Thì cũng giống như các Phật tử mình cứ ngồi niệm Phật vậy thôi, nhưng mà thật sự tâm mình có niệm Phật, tâm mình có Phật hay không, cái chuyện nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên cứ ngồi gõ tụng ngon lành đó, cái tay thì cũng gõ, cái miệng thì cũng tụng, nhưng lúc bấy giờ ngủ ở bên trong rồi nha quý vị. Ngủ ở bên trong rồi, thầy chủ trì lên thấy trời chú này giỏi dữ ta, tụng kinh ngon lành mà sao gõ với gạch không. Thầy chủ trì lên để cái mỏ vô, lấy cái tay chỉ cần để ở trên đầu nhẹ thôi, giật mình lại liền, giật mình tỉnh dậy liền luôn. Cũng giống như á, kể cái chuyện xấu của nước lọc quý vị nghe. Lái xe có nhiều lúc buồn ngủ, ráng lắm nha, kêu bằng lên trên cao tốc á, kêu bằng ráng để làm sao qua cái đoạn này, xong rồi mình tấp vô, mình nhắm mắt 5 phút cũng được. Nhưng mà xin thưa quý vị, có một lần từ thành phố Hồ Chí Minh Đức Lộc về tới dưới Tiền Giang, mà Đức Lộc ngủ 4 lần, ngủ 4 lần, nhưng mà 4 lần đó rất lạ. Tại vì cái đoạn đường cao tốc mà từ Trung Lương mà về Mỹ Thuận á, ở đây có cô bác nào mà đã từng đi trên cái đoạn đường đó mới thấy nó có 2 cái len thôi, cho nên mình ghé vô không được, mà mình ghé vô mình nằm mình ngủ là bị công an thổi phạt sao. Cho nên ráng chạy cho nó hết con đường. Mà trên cái đoạn đường đi Đức Lộc ngủ 4 lần. Mắt thì mở chào cháo nè, trên xe thì cũng có 2-3 người, nhưng mà lái hơi nó ngủ ở bên trong ngủ ra. Nhưng mà đặc biệt có một cái, khi mà Đức Lộc vừa chụp mắt cái, tự nhiên cái tiếng còi xe, mấy cái xe lớn đó vị, bấm một cái giật mình. Giật mình thì ráng rượng lên tí xíu, đi một đoạn nữa. Khi mà chợp mắt, tự nhiên ở trong ngủ sao không biết, bên trong cứ buồn ngủ gì mà nó buồn ngủ không thể tưởng tượng. Cho nên bên trong cứ nhắm mắt ngủ, vừa nhắm mắt vừa cái thần coi như là mình mất đi một cái sự quan sát á. Vừa mất đi sự quan sát thì tự nhiên ngay lúc đó nghe cái tiếng, một cái tiếng gọi, thầy ơi đang chạy xe. Mà cái tiếng văng vẳng ở bên tai vậy đó quý vị. Tiếng văng vẳng bên tai. Rồi một lần thứ 3, cũng trên đoạn đường đó, đi một đoạn, tự nhiên đang chạy xe như vậy, cũng chợp mắt buồn ngủ, mà một cái ánh sáng ở đâu mà Đức Lộc không thể nào tưởng tượng được. Một cái buổi chiều như vậy, một ánh sáng xẹt ngang qua, sáng rất sáng. Thì cái ánh sáng xẹt qua cái là làm cho bản thân Đức Lộc giật mình lần thứ 3. Mà lần thứ 4 quý vị biết Đức Lộc đang chạy vậy nè, ở đây nếu mà nói dị đoan thì cũng cho là dị đoan đi,
Nhưng tâm mình không có Phật thì không có Bồ Tát xuất hiện nha. Đang chạy, tự nhiên trên áng mây thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đứng. Trên một cái áng mây có Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đứng, mà Đức Lộc nhìn cho là mơ mơ màng màng cũng được. Nhưng mà niềm tin mình có với Phật, tâm mình có Phật, mình có tu, có niệm Bồ Tát, có hành trì, thì quý ngài mới đến gia hộ cho mình. Đức Lộc muốn nói ở chỗ này, thì lúc này chính bản thân Đức Lộc là người trải nghiệm. Đức Lộc là người trải nghiệm. Vì lẽ đó niệm Bồ Tát, lúc mở mắt ra thì thấy Bồ Tát đang đứng phía trước. Như vậy ở đây Đức Lộc muốn nói, tâm mình có tu thì tâm mình sẽ kết nối được với chư Phật và chư Bồ Tát. Các Phật tử có đồng tình và hoan hỷ với Đức Lộc không? Như vậy Phật Pháp nhiệm màu là ở chỗ nào? Phật Pháp linh thiêng là ở chỗ nào? Tất cả đều do nơi cái tâm chúng ta có tịnh hay không, có nhất tâm hay không. Khi tâm chúng ta tịnh, có chánh niệm, có nhất tâm, thì lúc bấy giờ các Phật tử chúng ta niệm Phật, niệm Bồ Tát, thì Phật và Bồ Tát sẽ đến để giúp đỡ và gia hộ cho chúng ta. Nói đơn giản như thế này, các Phật tử nào đi làm ăn, mình muốn ký hợp đồng với một cái đối tác làm ăn, mà cái người mà đối tác làm ăn á, trong tâm của họ mục đích ký hợp đồng này để làm gì? Để lấy được một số tiền lớn. Trong tâm họ đang mưu mô, đang toan tính, đang muốn cái dạng danh từ gọi là khởi lòng tham. Khi mà ký kết có được số tiền lớn thì cái người này giật cái số tiền này bỏ trốn. Nhưng mà nếu như chúng ta ký kết với người đó làm ăn như vậy, mình có lời không quý vị? Mình có làm ăn phát triển được không? Chưa kịp làm ăn là họ đã lấy hết rồi, đúng không? Thì giữa cái tâm người này và một cái tâm của cái người thực thụ làm ăn, cái tâm lương thiện, cái tâm muốn làm ăn để có được cái tài sản, có được cái của cải, có được cái số tiền để lo lắng cho gia đình, lo lắng cho cuộc sống, thì giữa hai người này có kết nối làm ăn được không? Không thể nào kết nối làm ăn được. Thì cũng vậy, bây giờ cái người này người ta sống ác, mình thì sống lương thiện, mình thì muốn đi chùa làm phước giúp đỡ người khác, nhưng người kia sống chỉ biết cho riêng bản thân của mình. Kêu họ đi làm phước, nói tôi thân tôi lo chưa xong, ở đi lo chuyện bao đồng, lo cho người khác, bà rảnh bà đi làm đi, tôi không có rảnh chuyện đó. Quý Phật tử mình có nghe mấy câu này không? Nhiều lắm luôn. Thì thử hỏi bây giờ cái tâm mình và cái tâm người đó có kết nối được với nhau không? Không bao giờ kết nối được với nhau. Mà hai người này ở với nhau, ở được không? Sao không ở được? Thì qua cái thí dụ này, chúng tôi muốn nói một cái điều gì? Mình muốn kết nối được với chư Phật, chư Bồ Tát, quý ngài đến gia hộ cho mình, thì trước nhất mình phải kết nối cái tâm mình đồng nhất với tâm Phật và tâm Bồ Tát. Phật làm cái gì, mình làm theo cái đó. Phật bảo mình ăn chay, mình cố gắng ăn chay. Phật bảo mình phóng sanh để cho cái tuổi thọ mình được tăng trưởng, mình cố gắng phóng sanh. Phật bảo mình bố thí, mình cố gắng làm gì? Bố thí, san sẻ cho người khác. Giống như ở phía trước hồi nãy, trước khi vô đây ngồi nói chuyện với các Phật tử, Đức Lộc có đi tham quan. Ở phía trước cổng chùa có những cái bức tranh mà các em sinh viên á, vẽ rất đẹp. Đó là một trong những cái bức tranh nhân quả. Muốn được giàu sang thì ngày hôm nay sao? Phải bố thí. Muốn mà có xe cộ, có đôi chân mạnh khỏe, đi bằng xe 2 chỗ, 4 chỗ, hoặc là đi xe xịn, xe tốt gì đó, mình phải biết làm gì? Xây lộ, bắt cầu, rồi đắp đường, mình giúp cho người ta đi, thì mình có cái nhân quả đó. Rồi cái nữa là bây giờ ngày hôm nay mình có đầy đủ của ăn của để, ăn không thiếu, thậm chí gạo thóc còn dư giả nữa,
là từ đâu? Từ cái mà chúng ta biết gieo trồng cái nhân mà giúp đỡ cho những người yếu thế, những người nghèo khổ, những người khó khăn. Như vậy từ những cái hành động rất nhỏ ngày hôm nay, để rồi chúng ta có được cái kết quả mỹ mãn, tốt đẹp, an bình cho tương lai của mình. Vì lẽ đó chư Tổ mới nói một câu rằng: muốn biết nhân đời trước, câu thứ hai là gì? Muốn biết nhân đời trước phải xem cái quả hiện tại của mình. Muốn biết cái quả trong tương lai phải xem cái hiện tại mình đang gieo cái gì, đang trồng cái gì. Cho nên ngày hôm nay mình được đầy đủ tất cả mọi thứ là mình đã gieo trồng rồi. Hoặc là ngày hôm nay mình bị người ta la mắng chửi gì đó, ép ủa gì đó, hoặc làm cho mình đau khổ gì đó, thì mình cũng biết trong tiền kiếp họ đã từng gieo rồi. Giả dụ như trong tiền kiếp họ chưa gieo mà kiếp này họ gieo, thì kiếp sau làm sao quý vị? Họ làm sao? Họ phải trả cái quả đó thôi. Nhưng được mấy ai bình tĩnh khi mà cái sự việc nó đến với mình, đủ khả năng, đủ trí tuệ và đủ hiểu biết để nhìn nhận và chấp nhận cái sự việc đó. Xin thưa quý vị, bản ngã con người chúng ta rất lớn, không đụng đến thôi. Mà một khi đụng đến, nói quả núi cũng phải sập, chứ đừng nói chi bình thường. Bởi vì lẽ đó mà Đức Phật nói mình tu mục đích làm sao dẹp bỏ được cái bản ngã của mình. Mà cái danh từ chuyên môn của nhà Phật mình gọi cái danh từ gì? Vô ngã làm sao? Vô ngã vị tha. Các Phật tử có nghe cái danh từ đó không? Có nghĩa mình tu làm sao mất đi cái bản ngã của mình. Càng thấy mình càng nhỏ bé. Anh muốn làm lớn thì cứ lên làm lớn. Chị muốn làm lớn cứ lên làm lớn. Tôi là người ở phía sau hỗ trợ giúp đỡ thôi. Lúc nào mình cũng đứng phía sau, nhưng không có người đứng phía sau đó, có người đứng phía trước không quý vị? Có không? Có người đứng phía sau mới có người đứng phía trước. Tôi ở phía sau làm bức bình phong cho anh chị đẹp đứng phía trước. Cho nên mỗi người đều có một cái việc làm công đức, việc làm phước báo giống như nhau, ngang như nhau, không ai thua kém hơn ai hết. Cho nên chúng ta cố gắng mình buông bỏ hết tất cả mọi thứ, những cái gì mà trái ý nghịch lòng của mình. Khi mình về chùa, mình niệm Phật thì chắc chắn một điều, Phật sẽ đến gia hộ cho chúng ta. Các Phật tử hoan hỷ không ạ? Có một câu chuyện như thế này quý vị. Chư Tổ khi mà đến ngang qua một cái sạp bán thịt, thì Ngài mới thấy một cái cô này có ngồi cầm cái sâu chuỗi giống như chuỗi trên tay của thầy vậy nè. Có ngồi có niệm Phật: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thịt đó 5.000 kg đó chị ơi. Phật tử mình hiểu gì không? Miệng thì niệm Phật đó, nhưng mà tâm mình, thầy không biết ở trong tâm có giái ông Phật kêu lại mua thịt hay không, thầy không biết. Nhưng mà ai đến đứng coi thịt, hoặc là ai đến hỏi mua thịt là cô biết hết, miệng cũng niệm Phật vậy đó. Cũng giống như chúng ta nãy thầy nói, vô trong chùa mình cũng ngồi mình tu, miệng cũng niệm Phật nha, nhưng mà ai đi qua làm gì mình cũng biết hết trơn á. Hoặc là cái tâm mình nó cứ đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, cứ lo toan những cái chuyện bên ngoài. Cho nên mình không có nhất tâm được thì mình không có kết nối được cái chư Phật. Bởi vì tại sao mà khi chúng Đức Phật nói ở trong kinh Di Đà, Ngài nói á, chỉ cần 10 niệm, nhưng mà 10 niệm đó nằm ở trong chánh niệm, chỉ niệm Phật A Di Đà cho đến khi quên mình, quên đi bệnh nè, đau khổ nè, nhức nhói nè, đói khát nè, nóng lạnh nè, mọi người dù có đánh đập chửi bới mình cũng không để tâm đến, mà chỉ để nhất tâm chánh niệm vào cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà.
Đức Lộc dùng cái danh từ các Phật tử mình ở đây, đa phần các cô chú có gia đình hết rồi. Đức Lộc nói mình niệm Phật A-di-đà, mình đến chùa mình tu, mà nhớ Đức Phật A-di-đà giống như mà chúng ta nhớ người yêu của mình, quý vị. Là bảo đảm Đức Phật không bao giờ bỏ sót một người nào. Người nào Ngài cũng đến để giúp đỡ cho mình hết. Tại vì lúc nào mình cũng nhớ đến Ngài hết. Giống như mấy em nhỏ là có người yêu, cầm điện thoại lên làm gì? Bấm bấm bấm. Anh ngủ chưa? Tại vì lúc nào tâm mình cũng có nhớ tưởng đến người đó. Niệm là gì? Niệm là nhớ. Phật là gì? Là ánh sáng. Phật là chân lý. Phật là cái gì? Phật là những cái điều tốt đẹp giúp đỡ cho mọi người. Có nghĩa rằng mình nhớ tưởng đến Đức Phật thì tâm mình lúc nào cũng tỏa ra một cái năng lượng ánh sáng, tỏa ra cái lòng từ bi thương yêu giúp đỡ cho tất cả mọi người. Mà lúc nào mình cũng nhớ ông Phật như thế hết thì quý vị nghĩ Phật có đến giúp đỡ cho mình không? Có không? Chắc chắn là bảo đảm quý vị trăm trăm luôn. Sau khi bỏ thân hoại mạng chung là tất cả mọi người ngồi đây ai cũng đều về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hết. Thánh chúng đưa tay rước, không cần chúng ta phải tụng một thời kinh nào, chỉ cần nhắm mắt xuôi tay thôi, tự động Ngài sẽ đưa thẳng chúng ta về cảnh giới đó. Các Phật tử có chịu không? Nói nhỏ nghe nè, chút xíu đi liền chịu không? Cái này thầy ơi cho con suy nghĩ lại. Cho nên ở trên cái con đường tu á, tại sao mà chúng tôi nói tu hay không tu cũng do chính bản thân của mình, chứ không ai ép mình được quý vị, không ai bắt buộc mình, và cũng không ai giúp đỡ cho mình được hết. Trong kinh Địa Tạng quý vị thấy, dù là cha với con, nhưng nghiệp của ai thì người đó phải chịu thôi, chứ không ai thay thế cho ai được. Dù á, mẹ với con có thương nhau cách mấy đi chăng nữa, nhưng khi mẹ bệnh, cha bệnh, những người thân chúng ta sắp sửa trút hơi thở cuối cùng, mình đứng đó, mình có thích so, mình có đau khổ, mình có quằn quại cách mấy, nhưng mà chúng ta cũng không cách gì có thể giúp đỡ được cho cái người đang nằm đó. Bởi vì sao? Bởi vì bầu thuốc thánh không cứu chữa người hết số, chén linh đơn không được chữa được bệnh nan y. Vì đài vàng ngài người đã có tên ghi, nên người phải chấp nhận xa đi mãi mãi về thế giới bên kia. Nhưng đi ra đi về thế giới bên kia, chúng ta được phước báo sanh về cõi lành thì không có gì để chúng ta nói. Nhưng mà không có phước báo, trong hiện đời chúng ta gieo quá nhiều cái sự rắc rối, quá nhiều cái sự đau khổ đến cho người khác, để rồi khi chúng ta nhắm mắt ra đi, mà thậm chí có những người nằm 2-3 năm trời, lưng lỡ hết mà vẫn không chết được, quý vị. Đó là cái nghiệp oan gia trong nhiều nhiều đời và nhiều kiếp, mà ngày hôm nay người đó phải chấp nhận trả cái quả đó. Bởi chúng ta đi chùa là mình có được cái may mắn, có được cái phước báo gần được các thầy lành, bạn tốt, để làm gì? Động viên, sách tấn và nhắc nhở chúng ta. Mình cố gắng mình gieo trồng những cái hạt nhân tốt, nhân lành, nhân thánh thiện, cái hạt nhân giải thoát, thì chắc chắn khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay, lúc bấy giờ mình sẽ được nhẹ nhàng, an vui, tịch tịnh ở bên cảnh giới bên kia mà thôi. Còn ngày hôm nay mình không có làm cái gì hết, chỉ ngồi đó, mình nói là trời, cái số tôi có phước nhiều lắm á, chị không biết chứ, về già tôi bảo đảm chị, ngồi một chỗ cũng vẫn có ăn. Còn thầy nói đúng rồi, ngồi một chỗ cũng có ăn, nó đút cho ăn luôn á, đâu có làm gì nổi nữa đâu. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó nha quý vị. Mẹ thương con thì muôn đời không bao giờ tính toán.
Nhà của mẹ là nhà của con, nhà của tất cả mọi người, nhưng nhà của con chưa chắc là nhà của mẹ. Con có thể nuôi mẹ, nuôi cha một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, chuyện rất bình thường, nhưng không thể nuôi cha mẹ suốt bao nhiêu chục năm. Quý vị nhìn thấy trên báo đài có những câu chuyện rất đau khổ. Con cái khi nuôi cha mẹ thậm chí lỡ phóng quế ở bên ngoài thôi, tại vì lớn tuổi mình đâu có làm chủ được, phóng quế bên ngoài lấy cái chổi chạ đánh trên đầu, mình cho là ác độc, cho là dã man. Nhưng mà xin thưa, cái gì nó cũng có oan gia tương báo của nó. Cho nên khi mình tu là cái lúc mình về xế chiều, thì lúc bấy giờ mình biết mình có được công đức, có được phước báo hay không. Lỡ mình có vấn đề gì đó, quý vị biết có quý nhân giúp đỡ, mình lỡ xa cơ thất thế, tự động sẽ có những người bạn sẵn sàng hy sinh vì mình. Nói hơi quá đáng, chứ có những lúc quý vị chiêm nghiệm lại thử trong cuộc đời, nhiều khi anh chị em ruột ở trong nhà, mình lỡ mình chết, nhìn thấy mình chết nhắm mắt làm ngơ, vô tâm cỡ đó. Mà thậm chí có những cái việc mình không tâm sự được ở trong gia đình, không nói được những cái người thân của mình ở trong nhà, nhưng mà mình vẫn có được những cái người bạn đạo nè, có được những người bạn của mình có thể chia sẻ. Mình lỡ xa cơ thất thế gì đó, chính những người đó là cái người họ chấp nhận giúp đỡ mình tất cả mọi thứ luôn. Cuộc đời có những điều này không quý vị? Đâu phải anh em ruột ở trong nhà có thể thương yêu được đâu, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau được hết đâu. Vì lẽ đó mà cái bài học vỡ lòng khi mà chúng ta đi học, đó là câu chuyện bó đũa. Các Phật tử mình còn nhớ câu chuyện này không? Ông bà mình dạy, nếu như mà chúng ta không biết đoàn kết thì chắc chắn gia đình này sẽ bị gì? Bị sạn nứt. Một chiếc đũa bẻ sẽ gãy, một bó đũa thì sao? Không thể nào đủ sức để chúng ta bẻ gãy một bó đũa. Gia đình mình cũng vậy, anh em chân thuận dưới hòa, biết đồng lòng với nhau, biết san sẻ, biết giúp đỡ, biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng với nhau, thì gia đình này sẽ có những cái an vui và hạnh phúc. Mà muốn được như vậy thì những thành viên trong gia đình này phải biết gì? Phải biết gì? Phải biết tu, phải biết tu tập, cố gắng rủ nhau về chùa, vừa về cái tịnh xá Phước Ân rồi nè, tịnh thất Phước Ân rồi, để chúng ta tu, tự động gia đình mình mọi chuyện nó sẽ im ấm chân thuận dương. Và làm ăn á, chúng tôi bảo đảm quý vị gia đình nào cũng thuận buồm xuôi gió. Mai mốt xuống đây là nhà toàn là biệt thự, toàn là villa, đi bằng xe, ông bà mình dùng cái danh từ gọi là xe quê kỳ, ngày nay gọi là xe du lịch đó. Nhờ mình có tu thì tự động mình sẽ biết tha thứ khoan dung tất cả mọi người thôi. Có ai tu thế cho mình không? Nãy giờ chúng tôi kể, nãy giờ chúng tôi dẫn dụ, nãy giờ chúng tôi trao đổi, thì quý vị thấy có ai tu thế cho mình được không? Còn người nào tu thế được thì tí xíu á, chúng tôi nhờ ăn giùm chúng tôi một bữa cơm, tôi về Sài Gòn khỏi cần ăn. Ai ăn đi no, đúng không? Rồi ai tu nói, ní sao? Ai tu ní hưởng. Chứ không ai tu thế cho ai, cũng ai giúp đỡ cho ai, cũng ai làm gì giùm cho ai được hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, còn về trong vấn đề cuộc sống của chúng ta, thiện ác là do ai tạo? Thiện ác cũng do chính bản thân con người chúng ta tạo. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói, nếu người làm ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chớ chứa ác tất sẽ bị chịu đau khổ. Đây là câu Pháp Cú 117. Câu Pháp Cú thứ hai 118, Đức Phật nói, nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được sự an lạc. Ở đây chúng tôi phân tích gọn để các Phật tử chúng ta nhìn.
Nếu như người nào làm những điều ác thì mình bỏ đi, đừng cất chứa những cái điều ác đó trong lòng. Mà người nào càng cất chứa những cái điều ác ở trong lòng, chẳng hạn giống như những cái sân hận, những cái tức tối, những cao có, những cái thù hận ở trong lòng đó, những cái khúc mắc ở trong lòng đó, mình cất chứa ở trong lòng, cái người mà mình thù hận ghét bỏ đó quý vị, người ta chưa đau khổ mà mình là cái người đau khổ trước. Cho nên Đức Phật nói, người nào càng chất chứa những điều ác thì người đó sẽ chịu đau khổ. Mà ông bà mình dùng cái danh từ gì? Ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt làm sao? Chưa tới đâu hết trơn mà cái mặt mình dính nước bọt trước. Giống như cái danh từ gọi là ngậm máu phun, phun người mà người thì chưa dính, miệng mình là dính trước. Thì mình cất chứa những cái sân hận, những cái phiền não, những cái mà thù hận ở trong lòng của mình, càng chất chứa nhiều, càng hãm hại người ta nhiều, toan tính nhiều, thì mình là người đau khổ nhiều. Các Phật tử có hoan hỷ và đồng tình hiểu được vấn đề này không ạ? Còn cái câu pháp cú thứ 118 Đức Phật nói, người mà làm những điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn những điều thiện, chứa thiện sẽ được an lạc, chứa thiện sẽ được an lạc, chứa thiện sẽ được hạnh phúc. Tại vì người này cái tâm lúc nào cũng hoan hỷ, thôi kệ đó, ván á, nó bị hư, bị mục, bị nát gì đó không biết, cưa ra nó dụng hết. Bây giờ mình không có đóng cái bàn này được, mình đem đóng gì? Đóng cái kệ để ngồi, đóng cái kệ để trên bếp, để gì, ở quê mình hay để dầu ăn, bột ngọt, rồi đường, rồi muối, rồi mấy cái đồ gia vị đồ này kia. Mà danh từ gọi là thôi mặc kệ, cứ đóng cái kệ, cái nào mà không xài được cứ đem vô đóng kệ. Thì cũng vậy, cái người mà có tâm, cái tâm tu rồi, cái tâm người ta hoan hỷ lắm quý vị, xả bỏ lắm, cái gì người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát. Còn người không tu, cái đụng đâu là dính đó, đụng đâu là nó mắc đó. Cho nên cuối cùng mình càng đi tu mình càng sao? Càng sân hận, càng thấy phiền não. Chúng tôi nói quý vị để ý nha, nhiều khi á mình vô chùa mình tu, mình nghe được bài pháp ông thầy cũng giảng dạy, thì mình nghĩ rằng là mình hiểu rồi, mình biết hết rồi. Nhưng mà khi mình nghe mình tỏ ngộ hết, nhưng mà khi mà cái sự việc nó xảy ra, thì lúc bấy giờ mình đem bài pháp mình ra mình áp dụng được không? Đem ra áp dụng được không? Người nào có cái tâm và có cái lý trí mạnh mẽ lắm nha, mới có thể áp dụng được. Cũng giống như mình nghe ông thầy nói cuộc đời này là vô thường mong manh, của có đó rồi lại mất đó. Mình đang cầm cái điện thoại nghe điện thoại vậy đó, đi ngoài đường thằng nào chạy xe ngang giật cái, xong rồi mình đứng đó mình nói của ông thầy mới giảng là vô thường có đó rồi mất đó, mình có buồn không? Có không? Không, đây là thầy nói thực tế. Xin thưa nha, cái lúc mà Đức Lộc đi học bên cao cấp giảng sư á, buổi sáng hôm đó đi chiếc xe Honda, đi chiếc quay, thì cái tai nải máng ở trên cái cổ xe quay á. Mà quý vị biết sáng mình đi học bữa đó cũng do ngủ dậy trễ, cho nên á, sáng lật đật bắt đầu lấy cái đải bỏ cái máy iPad vào trong cái tai nải treo ở trên xe đi, thì đi ra bị quẹt xe té xuống, thì cái tai nải nó gớt xuống, thì tai nải nó gớt xuống mình đang gấp mà cứ lụm tai nải lên mình đi thôi, đi ra tới trường xong rồi tai nải thì còn đó, cái iPad không biết đi về phương trời nào. Xin thưa quý vị, đây là kinh nghiệm riêng bản thân của chúng tôi, nguyên một buổi học đó học cái iPad không à, ông thầy nói gì kệ ông thầy, đừng có nói là mất của mà không tiếc. Trời ơi, nhiều khi nói trời ơi, tôi mất cái điện thoại, tôi không có tiếc cái điện thoại, tôi tiếc cái danh bạ trong đó, rồi tôi tiếc cái hình ảnh ở trong đó, chụp bao nhiêu đâu rồi danh bạ tôi lưu trong đó. Nhưng mà xin thưa, đó là một trong những cách bào chữa thôi, tiếc hồi hụi luôn.
Phải không? Chứ đừng có nói là câu là không tiếc, không có đâu. Cho nên á, cái quan trọng ở trên con đường tu, mình đủ sáng suốt để nhận định cái nào thiện, cái nào ác, cái nào cần và cái nào không cần. Cũng giống như trong cái câu, có một câu nói, trong cái thiện nó có cái ác, còn cái vế sau là trong cái ác nó có cái thiện. Nghe nghe mà nó long ở trong đầu chưa phân định ra được, đúng không? Trong cái thiện mà có cái ác là sao? Trong cái thiện mà có cái ác, chúng tôi thí dụ giống gì? Quý vị á, đang thấy con báo nó rượt đuổi con nai. Con báo nó rượt đuổi con nai để nó làm gì? Nó ăn thịt. Thì mình thấy á, con báo này á, nó ác quá, đúng không? Đang rượt đuổi con nai để nó ăn thịt mà. Mình thấy con báo này nó ác quá, cho nên á, mình thấy vậy, mình lấy cái đồ, thí dụ giống lấy cái súng đi, mình bắn cho con báo chết thì con nai nó thoát, nó thoát chết. Như vậy hành động nó ác hay thiện? Ban đầu mình nhìn thấy hành động con báo rượt con nai là hành động con báo đang làm điều ác với con nai, đúng không? Rồi bây giờ mình muốn cứu con nai, là mình cứu con nai là hành, cái ý của mình là ý thiện. Ý của mình cứu con nai là ý thiện. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái súng mình bắn chết con báo, như vậy cái đó thiện ác? Có nhiều khi á, chúng ta nghĩ rằng mình làm cái thiện, nhưng vô tình mình làm cái ác nào mình không hay. Cho nên giữa thiện ác khó phân minh lắm, chứ không phải dễ. Tại vì á, khi giết chết con báo này thì chúng ta sẽ thấy cái hệ lụy phía sau. Con báo này đang đi săn mồi, con nai này là thức ăn con báo. Nó săn con nai này, giết con nai này để làm gì? Để đem về lo nguyên cái bầy con của nó. Bây giờ mình giết chết con báo, nguyên bầy con này chết đói, sẽ chết theo con báo, nhưng chỉ cứu được con nai. Cho nên thiện ác rất khó phân minh. Nhưng còn cái vế sau, trong cái ác nhưng mà nó là cái thiện. Trong cái ác mà nó như là cái thiện, đó là câu chuyện của Ngài Hám Sơn ở bên Trung Hoa. Câu chuyện của Ngài Hám Sơn á, quý vị biết, giống như cái chùa Phước Tịnh Sa, Tịnh Thất Phước Ân này, bên đây là cái tịnh thất, bên kia là cái nhà, bên kia là con sông, bên kia là cái nhà, bên kia có cái ngôi trường. Nhưng mà sông rất là lớn. Thì lúc bấy giờ Ngài Hám Sơn mới lên 8 tuổi thôi. Thì quý vị biết, khi mà đưa Ngài Hám Sơn qua bên sông bên kia, ở cái nhà bà con, để mà gần trường đi học, nếu như á, mà cho Ngài Hám Sơn mà đi qua đi lại hoài á, thì Ngài Hám Sơn không có thể nào mà học tốt, học giỏi được. Tại vì á, về gần gũi mẹ hoài, đi đường học thì xa, không ai đưa, cho nên mẹ gửi qua bên nhà bà con bên đó. Một tháng sau mới được về nhà một lần. Nhưng mà cái tháng sau Ngài Hám Sơn, Ngài về nhà. Khi về nhà xong rồi, tự nhiên cái tình mẫu tử, cái tình thương của đứa con đi xa nhà, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Rồi bây giờ Ngài Hám Sơn không muốn đi qua bên kia để đi học tiếp. Ngài Hám Sơn mới nói: thưa mẹ, con muốn ở nhà với mẹ, con muốn gần gũi với mẹ, thôi mẹ đừng cho con đi học nữa. Lúc này bà mẹ dùng đủ mọi cách đánh Ngài Hám Sơn, có la Ngài Hám Sơn, có thậm chí bắt Ngài Hám Sơn bỏ lên trên thuyền để đưa qua bên kia, có làm đủ mọi cách hết, nhưng Ngài Hám Sơn nhất định không chịu đi. Cuối cùng bà mẹ tức quá, bà làm gì? Bà ẵm Ngài Hám Sơn thảy luôn sông luôn. Ẵm Ngài Hám Sơn thảy xuống sông luôn. Lúc bấy giờ bà ngoại của Ngài Hám Sơn mới thấy, cho nên bà mới la lên. Thì những người chung quanh đó, người ta đến làm gì quý vị? Ta đến này cứu Ngài Hám Sơn, vớt Ngài Hám Sơn lên. Nhưng mà cuối cùng Ngài Hám Sơn cũng không chịu qua bên kia để mà đi học, cũng trở về nhà tiếp. Khi mà Ngài Hám Sơn vừa bước đến cửa thì bà mẹ mới nói câu này:
đồ không làm nên tích sự gì thì chết quách đi cho rồi, chứ sống làm gì nữa. Có nghĩa rằng bà nói làm không có ra tích sự gì, thôi chết cho rồi sống chi nữa. Thì lúc bấy giờ ngài Hàm Sơn ngài mới nói: mẹ tàn nhẫn quá, từ nay về sau con không bao giờ về nhà này nữa. Thì lúc bấy giờ ngài Hàm Sơn đi luôn, đi qua bên nhà, bên sông bên kia, để mà ở gần cái canh trường á, ngài đi học. Mà ngài học suốt, xuyên suốt cho đến cái ngày mà đỗ đạt trạng nguyên về luôn. Lúc bấy giờ ngài mới trở về nhà thăm mẹ mình. Nhưng mà khi trở về nhà thăm mẹ mình, lúc này á, ngài Hàm Sơn mới nghe bà ngoại kể lại: con có biết không, từ cái ngày á, mà con đi học bỏ mẹ không về đây nữa, chiều nào mẹ con cũng ra bờ sông á, ngồi khóc nhớ và nghĩ đến con. Lúc nào mẹ cũng trông chờ từng giờ từng phút, chiều nào mẹ cũng ra bờ sông khóc. Ngoại mới hỏi: chứ làm gì chiều nào mày cũng ra bờ sông mày ngồi mày khóc hết vậy? Lúc bấy giờ mẹ của ngài Hàm Sơn mới kể lại: bởi vì những hành động của con quá tàn nhẫn với đứa con như vậy, con đi đến ngày hôm nay không thấy trở về. Nhưng mà xin thưa quý vị, muôn đời mưa vẫn mưa trên trời mưa xuống, nước mắt vẫn xuôi dòng chứ không bao giờ ngược dòng. Cha mẹ nào mà ghét bỏ con? Nhưng mục đích của người mẹ của Hàm Sơn làm hành động đó để làm gì? Để cho Hàm Sơn có cái ý chí học để thành tài, để tương lai của Hàm Sơn rạng rỡ ở trong cuộc đời này. Như vậy hành động của bà mẹ lúc ban đầu chúng ta thấy ác hay thiện? Lúc ban đầu người ngoài nhìn vào là ác: trời ơi, bà mẹ này không có lương tâm, con mình vậy tự ẩm thảy xong cho nó chết, không biết thương, không biết có xót, không có cái gì hết. Nhưng mà đâu ai hiểu được rằng trong trái tim người mẹ, mục đích để cho con thành nhân chi mỹ ở trong tương lai. Nếu không có hành động đó thì ngài Hàm Sơn ngày hôm nay có thi đỗ trạng nguyên về làng hay không? Cho nên chúng ta thấy giữa cái thiện, cái ác ngày hôm nay, nhưng sẽ nói đến cái thiện trong tương lai. Còn nếu như mà chúng ta không thấy được giữa cái ác và cái thiện đó thì trong cuộc đời này mình khó phân định lắm quý vị. Cho nên thiêng liêng then chốt tại vô tâm, biển lớn mà trông rõ nguyệt rầm, hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, chỉ vì vô minh che tâm tối mà thôi. Có nghĩa rằng ngài muốn nói thiêng liêng then chốt cũng do nơi cái tâm của mình. Vạn vật đều do tâm của mình nó sanh khởi. Rồi biển lớn á, mà rõ nguyệt tầm, có nghĩa rằng cái biển nó bao la thênh thang rộng lớn như vậy, cái tâm chúng ta có thương yêu rộng mở thì mình mới thấy được những cái ánh sáng chân lý, những cái ánh sáng màu nhiệm đến với tâm hồn con người chúng ta. Mà con người mình bởi vì do vô minh tâm tối che mờ, cho nên mình không thấy được cái tánh Phật sáng suốt biểu hiện ra bên ngoài. Vì lẽ đó chúng ta đi tu là mục đích để chúng ta chuyển hóa, sửa tất cả những cái thối hư tật xấu, sửa méo thành tròn, sửa cái tâm phàm phu chúng sanh để trở thành cái tâm Phật. Để rồi trong cuộc sống của chúng ta sẽ có được những cái thảnh thơi, có những được những cái thương yêu, có được những cái bình an, và trong cái cuộc sống của mình lúc nào cũng thuận lợi. Các Phật tử có đồng tình với Đức Lộc điều này không ạ? Cho nên á, những người nào mà làm những việc lành thì chúng ta có cơ hội để xóa bỏ những cái nghiệp ác của mình đã gieo, đã trồng từ vô lượng kiếp thuở xưa. Rồi như trăng thoát khỏi cái án mây mù, sáng soi trần thế, đẹp phô ánh vàng. Có nghĩa rằng chúng ta càng tạo những công đức, gieo trồng những phước quả, tụng kinh, niệm Phật. Ở đây chúng tôi thấy thầy chủ trì ở đây từ hôm Tết giờ, chúng tôi không có về đây, nhưng lúc nào cũng theo dõi ở trên những cái trang mạng mà thầy đăng.
rồi những cái buổi thuyết pháp của quý thầy quý cô về đây để trao đổi với các Phật tử của chúng ta. Lúc nào chúng tôi cũng theo dõi để làm gì? Gửi cái năng lượng lành, tỳ hỷ công đức phước báo cộng tu với các Phật tử của chúng ta. Cho nên chúng tôi nói ở nơi đây tu tập mà người nào tu một cách miên mật, chắc chắn một điều rằng phước báo rất thù thắng và rất thiêng liêng. Cho nên vì vậy ở trong một cái ngôi tịnh thất nhỏ này mà hôm Tết sau, thầy không biết là nhớ tháng giêng hay tháng mấy mà thầy tổ chức cái đàn dược sư. Dạ, đó, thầy tổ chức cái đàn dược sư mà chúng tôi nhìn ở trên hình ảnh đêm trời á, tối trời sáng, trời trưa, trời mưa, trời nắng gì, thầy cũng cố gắng để làm sao trang hoàng những cái đàn thất châu. Sau đó rồi thầy tổ chức cổ Phật khất thực ở thành phố Cần Thơ này, duy nhất tại tỉnh xá Phước Ân này tổ chức cổ Phật thất thực lần đầu tiên. Mà nơi đây cũng là cái nơi sẽ tiếp tục nhân rộng cái việc mà tổ chức cổ Phật khất thực này ở nơi Trúc Lâm phương Nam sắp tới. Quý vị nhìn thấy đó là một cái tâm huyết của thầy, là muốn làm sao cho chánh pháp, làm sao cho Phật pháp ở nơi thế gian này ngày một phát triển được huy hoàng, mà các Phật tử chúng ta về mình có cái chỗ, có cái nơi, có cái việc mà tu tập cho nó đúng chánh pháp, để cuộc sống của chúng ta nó không còn đau khổ ở trên cuộc đời này nữa. Cho nên ngày hôm nay cũng là cái ngày khóa tu, một ngày an lạc của các Phật tử, thì chúng tôi về đây đầu tiên nhất là cầu nguyện mười phương chư Phật để gia hộ cho cái đạo tràng tịnh thất Phước Ân này ngày thêm phát triển, Phật pháp được trường tồn, long thần hộ pháp sẽ gia hộ cho cái ngôi tịnh thất này lúc nào cũng được hanh thông và tốt đẹp. Các Phật tử khắp nơi về đây tu học thừa hưởng được cái phước báo, thừa hưởng được cái chánh pháp của Đức Thế Tôn và thừa hưởng được cái năng lực tu của quý thầy. Mà đặc biệt các Phật tử về mình tu tập sẽ thừa hưởng được cái năng lượng an lành từ nơi quý chư Tôn Đức và sự nhất tâm hành trì tu tập của các Phật tử, để cuộc sống mình không còn những cái đau khổ, không còn những cái rút mắt, không còn những cái ràng buộc, sẽ được thảnh thơi, an lạc và thành công tốt đẹp nhất ở trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong buổi thuyết pháp sáng hôm nay, đây là một trong những cái buổi mà chúng tôi gọi là trao đổi, nhắc nhở sách tấn với các Phật tử chúng ta, để mình cùng nhau tiếp bước ở trên cái con đường tu tập. Không ai có thể ăn giùm cho mình, không ai tu giúp cho mình. Mình tự bản thân mình tu, thiện ác cũng do mình tạo, không ai có thể thay thế cho chúng ta hết. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta cũng cùng nhau đi trên cái lộ trình mà Đức Thế Tôn hướng dẫn và chỉ dạy để mình có kết quả tốt đẹp. Thì trong xuyên suốt buổi nói chuyện có điều gì không phải, mong rằng các Phật tử cũng hoan hỷ bỏ qua cho A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư. Trải qua thời gian hơn một giờ đồng hồ để thuyết giảng Phật Pháp, giờ đây đã được thành tựu viên mãn. Và chúng con chỉ ước lòng mình như cỏ dại trải sự đời nhưng vẫn thản nhiên xanh. Thay lời cho toàn thể quý hành giả đang tu tập tại tịnh thất Phước Ân, chúng con kính niệm ân đến Thượng Tọa và cầu nguyện ân trên mười phương tam bảo trì từ gia hộ cho Thượng Tọa Pháp Thể Khinh Nang, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Sự Viên Thành, để làm vị thầy dìu dắt cho hàng Phật tử trên lộ trình tu học Phật Pháp. Và giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa trân trọng kính mời quý Phật tử niệm hồi hướng. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. A Di Đà Phật, sau khi hồi hướng thì mời các Phật tử hoan hỷ chụp với thầy tấm hình ở đây ha. Mình sẽ nguyện đem công đức đầy hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều
trọn thành Phật đạo.